lại với công an, ra đường không đeo khẩu trang. Cái đó bệnh gì? Mà có liên quan gì đến cái bệnh đó? Bệnh gì đó bệnh chuyện? Có muốn không? Damn! Tốt cuối cùng đây em là không có dịch. Không có dịch sao chết cả lắm? Là một trong những người phụ nữ gây ồn ào mạng xã hội những ngày này, chị Đại quận 4 được dân mạng thi nhau truy tìm danh tính. Không phải vì hành động đẹp hay vì tài năng gì, mà vì người phụ nữ này liên tục có những hành động gây rối trật tự, cự cãi với công an về chuyện có hay không có bệnh dịch. Vỗ tay! Vỗ tay! Vỗ tay! Ra đường mà không đeo khẩu trang. Hình ảnh mới nhất mà dân mạng đang lan truyền là ảnh chụp của người qua đường, có khi là hàng xóm chưa chừng, của chị Đại quận 4, là ảnh ngôi nhà bị rào kính bởi lưới mắc cáo, trước cửa nhà là một loạt cần xé nhựa làm chốt chặn. Chị Đại quận 4 đang ở lầu 2, mở cửa sổ ra ngó xuống đường. Hình ảnh này đã khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm bảo nhau. Cuối cùng thì chị ta cũng phải ở yên trong nhà sau bao lần gây sóng gió.